Để mẹ sửa cho nhá. Mẹ robot mà cũng biết sửa à? Biết chứ. Xong rồi, con thử xem. Nhìn mẹ robot ngầu thật, nướng bánh mì bằng tay luôn. Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Con chào mẹ ạ. Chào gì mà chào nhiều thế? Mẹ nghe thấy rồi, chật dụng để mẹ con làm việc. Vâng ạ. Mẹ ơi. Sao thế con? Mẹ ngủ mấy con đi, con nằm một mình con không ngủ được. Mẹ còn rất nhiều việc phải làm, con ngủ trước đi, trật tự đi. Vâng ạ. Mẹ ơi, con dậy rồi. Mẹ ơi. Mẹ đi đâu nhỉ? Tới gì đây? Mẹ phải đi làm sớm, lát con tự mua đồ ăn sáng rồi đi học nhé. Mẹ chẳng bao giờ nấu đồ ăn sáng cho mình cả. Rồi rồi, tôi biết rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, chơi ô tô với con đi. Con không thấy mẹ đang bận à? Đi ra chỗ khác chơi đi. Vâng ạ. À không, không, không có gì. Mẹ ơi, ô tô của con bị hỏng này, mẹ sửa cho con đi. Hỏng thì con chơi cái khác đi. Đấy, đồ chơi ra đấy. Vâng ạ. Mẹ ơi. Sao? Bài tập này khó quá, mẹ hướng dẫn cho con đi. Ui giời ạ, lại sai mất rồi. Con có thể im lặng được không? Suốt ngày mẹ ơi mãi là mẹ không thể tập trung làm việc được. Đừng có gọi mẹ nữa. Vâng ạ. Suốt ngày mẹ chỉ lo đến công việc thôi, chẳng bao giờ dành thời gian cho mình. Mình buồn lắm. Binzy, Binzy ơi. Dạ, con đây ạ. Wow, hôm nay mẹ đừng nghỉ làm ở nhà với con ạ. Không, nghỉ làm sao được. Mẹ bảo này, vì công việc của mẹ rất bận, không có thời gian dành cho con, cho nên mẹ mới thuê cho con một người mẹ robot này. Xin chào Binzy. Ui mẹ ơi, mẹ robot giống hết mẹ luôn. Đúng rồi, từ giờ trở đi mẹ robot sẽ thay mẹ chăm sóc con, còn mẹ sẽ tập trung vào làm việc. Nhưng mà con chỉ thích mẹ thôi. Thôi nào Binzy, ở nhà với mẹ robot ngoan nhá. Đến giờ mẹ đi làm rồi, mẹ phải đi đây. Mẹ. Hôm nay là chủ nhật mà mẹ cũng không ở nhà chơi với mình. Binzy đừng buồn, có mẹ đây rồi. Mẹ robot ơi, mẹ có biết nói chuyện không ạ? Có chứ. Vậy chắc mẹ không biết nấu ăn đâu nhỉ. Con đói bụng sao? Vâng ạ. Vậy đợi mẹ 5 phút. A few moments later. Mẹ robot ơi, trứng sống thì làm sao mà ăn được ạ? Vậy sao? Để mẹ làm cho nó chín nhá. Wow, mẹ robot tỉnh thật, dán trứng bằng tay luôn. Nhưng mà cô lại thích ăn bánh mì nướng cơ. Ok con dê. Wow, mẹ lại còn ok con dê nữa. Nhìn mẹ robot ngầu thật, nướng bánh mì bằng tay luôn. Bánh mì nướng đã xong. Con ăn đi. Vâng ạ. Từ từ kẻo nghen. Vâng, dạng bánh mì ngon quá mẹ. Tôi bao giờ con vừa ăn cái bánh mì chính nào mà ngon như vậy luôn đó. Con uống sữa nhá. Vâng ạ. Để mẹ hướng dẫn nhá. Mẹ robot mà cũng biết làm á. Đây này,
Con lấy 4 cộng 4 rồi lấy 3 cộng 2. Được, mẹ sẽ chơi cùng con. Chơi trốn tìm nha mẹ nhé. Ok, đi. Đi ra ngoài kia chơi thôi. Cứ nào đi. Mẹ đi tìm đây. Không thấy, đâu rồi nhỉ? Còn lâu mẹ robot mới tìm được mình. Hả? Mẹ đã thấy cái gì? Mẹ tinh mắt thật đấy, còn trốn như nãy mà mẹ vẫn tìm thấy. Giờ Bizzy đi tìm, mẹ đi trốn nhá. Mẹ trốn kỹ vào nhá, con đến ngay nó lấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 5, 9, 9, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 100. Robot ơi, trốn đâu rồi? Ấy hả? Ở đây không có à? Để con đi tìm chỗ khác. Không có, mẹ robot trốn kỹ thế nhở? Hả? Úi. Mẹ robot đi trốn rồi quên mất chân. Úi, đến nay thì ai mà chả tìm được. Wow, con tìm được mẹ rồi nhá. Mẹ trốn ở hở chân á. Bizzy tinh thần. Mẹ còn tìm chơi cho khác nhá. Đi xin đi nào. Sao cái xe này bị hỏng nhỉ? Thôi, mình chơi cái khác vậy. Nào, chơi máy xúc nào. Dạ, dạ. Ủa, máy xúc cũng không điều khiển được này. Để mẹ sửa cho nhá. Mẹ robot mà cũng biết sửa à? Biết chứ. Xong rồi, con thử xem. Wow. À, còn cái này nữa mẹ. Mẹ giỏi quá, cái gì mẹ cũng biết sửa. Hai mẹ con mình chơi tiếp nhá. Vâng ạ. Đi này. Hôm nay chơi với mẹ robot vui quá. Bây giờ mẹ cho con đi ngủ trưa nhá. Vâng ạ. Đi nào. Bấy giờ cả xóm tới xem rất đông, không một ai phân biệt ai là thật ai là giả. Nhiều người nói thôi rồi, ông lại bắt lầm lấy con ông rồi. Mấy cụ già nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, quét nhà thật sạch sạch sẽ thơm thơm. Chỗ này rồi mẹ. Mẹ lau chỗ này nữa mẹ. Lau tiếp chỗ này. Chỗ này luôn mẹ. Xuống luôn chỗ này. 1 hour later. Yeah, hơi mệt nhưng mà con vui quá mẹ. Mà con lại thấy hơi đói bụng rồi. Bây giờ mà có cái gì ăn thì tốt nhỉ. Có luôn, của con này. Quá thành. Wow, con ăn đi. Mẹ robot tâm lý thật đấy. Ngon không con? Ngon ạ. Bắt lấy này. Yeah. Tiếp tục. Dạ. Chén cho mẹ nào. Bizzy, mẹ về rồi này. Con chào mẹ. Mẹ giúp đỡ lên đây. Con có đói không? Mẹ có rất nhiều đồ ăn cho con đấy. Không, con không ăn đâu. Mẹ robot nấu cơm cho con ăn rồi. Mẹ giúp đỡ đi. Mẹ đi làm về sớm mà con không vui à? Con có mẹ robot rồi.
Đến giờ đi ngủ rồi đấy. Vâng ạ, con tắt tivi đây. Để mẹ giúp con ngủ nhá. Thôi, mẹ robot giúp con ngủ rồi. Mẹ robot lên đọc truyện cho con ngủ đi. Ok, đi đi. Sáng hôm sau. Yeah. Mẹ robot ơi, mẹ robot. Mẹ đây, mẹ đây. Ờ, con gọi mẹ robot chứ. Mẹ robot không có ở đây đâu. Thế mẹ robot của con đi đâu rồi à? Mẹ chỉ thuê mẹ robot chăm sóc con một ngày thôi. Hôm nay mẹ trả cho người ta rồi. Gì cơ? Trả mẹ robot đây cho con. Con thích mẹ robot cơ. Thôi nào, mẹ đây rồi mà. Trả mẹ robot cho con. Mẹ nào, không có mẹ robot. Có mẹ ở đây rồi mà. Con thích mẹ robot cơ. Mẹ suốt ngày làm việc chẳng bao giờ dành thời gian cho con cả. Mẹ không yêu con, chỉ có mẹ robot yêu con thôi. Trả mẹ robot cho con. Thôi nào Binzy, cho mẹ xin lỗi nhá. Mẹ chỉ lo làm việc, không dành thời gian cho con. Nhưng mà mẹ hứa từ giờ sẽ sắp xếp công việc để ở bên con nhiều hơn. Con không tin đâu. Hôm nay mẹ đã xin nghỉ cả một ngày để ở nhà chơi với con đấy. Thật à? Thật à? Bây giờ hai mẹ con mình ra chơi trò chơi nhá. Vâng ạ. Đi nào. Nhờ có mẹ robot mà mẹ của mình đã dành nhiều thời gian cho mình hơn. Cảm ơn mẹ robot. Mình yêu mẹ mình và cả mẹ robot nữa. Mình vui lắm luôn.